Chào mừng các bạn đến với Mui Xe Car Shop. Trước mắt các bạn đây là mẫu mô hình xe BMW 760 Li X Drivel tỷ lệ 1.24 của hãng XLG. Đây là một mẫu sedan hạng sang trong dòng BMW Series. Xe sử dụng động cơ V12 dung tích 606 lít. P2 Pro mang tới công suất 610 mã lực và mô men xoắn cực đại 800 Nm. Khi kết hợp với hệ thống chuyển động 4 bánh X-Drive của BMW cũng như hộp số tự động 8 cấp, chiếc sedan cỡ lớn này sẽ đạt tốc độ từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng vỏn vẹn 3,9 giây. Đối thủ của xe là mẫu Audi A8L và Mercedes S-Class. Nhưng mà nhìn về ngoài của xe thì khá là lạ mắt. Và thông tin mình tìm hiểu thì mẫu 760 Li chưa có phiên bản nào như mẫu này mà hãng XLG làm. Nếu mà ai biết mẫu này thì có thể comment xuống phần bên dưới. Phần đầu xe BMW 760 Li mang đến cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ. Quen bởi rất nhiều chi tiết đặc trưng của hãng như lưới tản nhiệt hình quả thận chứa doanh, cụm đèn pha trước to lớn, sắc nét kéo dài chạm lưới tản nhiệt, mang tới cảm giác liền mạch cho tổng thể. Lạ là bởi cản trước của xe được thiết kế cách tân, khác biệt với các người anh em khác trong dòng 7 series. Nhìn chung, ấn tượng mạnh mẽ nhất nơi đầu xe chính là sự nam tính, mạnh mẽ và đầy thể thao. Nhìn từ ống xe thì ta thấy được đây là một mẫu giống, rất là giống với mẫu limousine. Cửa trước và cửa sau không liền nhau và xe cực kỳ là dài. Nổi bật là bộ la răng và viền cửa được mạ chum sáng. La răng của xe là bộ la răng đa chấu lõm vào chính giữa. Hông của đuôi xe cũng có chữ V12 thể hiện xe sử dụng động cơ V12. Đuôi xe thì khá là đơn giản, có một thanh ngang mỏng mạ chrome nối liền giữa hai đèn hậu. Bộ đề ống xả kép được đặt ở hai bên, được hãng LG thể hiện không được tốt cho nó. Trên đuôi xe thì cũng có logo của xe và tên xe là 760 Li X-Drive. Xe thì mở được phun cửa và nắp capo trước sau. Có một cái nẫy ở bên dưới phần đầu xe, các bạn đẩy lên thì sẽ dễ dàng mở nắp capo ra. Cửa xe thì không có kính. Nội thất xe thì khá là đơn giản. Ngoài ra thì khi ấn đầu xe xuống thì sẽ có âm thanh đèn điện. Chỉ có điện ở đèn pha thôi, không có điện ở đèn hậu. Và cuối cùng là xe có trớn để chạy. Như nhiều video mình đã nói ở trước đó thì sản phẩm của hãng XLG thì nước sơn không được tốt và độ chi tiết cũng khá là kém. Nhưng với tỷ lệ 1.24 và giá chỉ chưa tới 300.000 thì như thế cũng đang là khá tốt rồi. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website carshop.com.vn hoặc là fanpage Mùi Xe Cơ Giới Carshop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi thì các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.